Lạc nghiệp Đồng Tháp. Yeah. Còn này ăn sống ăn chơi nha mọi người. Phẩm này ngon lắm mà ngọt nữa. Chào quý vị, quý bà cô, bác thân mến. Lâu rồi Lập không có ra video ha. Hôm nay mình xin thông báo với quý vị có vui, có buồn. Nay mấy gài Lập nghiệp Đồng Tháp làm cái chuồng bò cho nên không có đi ra ông thầy quay được lắm thông tin được. Đây là mấy cái đống đá trong cát nè làm chuồng bò, còn mấy công chuyện lặt vặt phía sau còn nữa quý vị ơi, quý bà con ơi, để ra video cho bà con còn nhớ Lập nghiệp Tháp chứ, để không lâu quá không ra bà con quên luôn, quên Lập nghiệp Tháp luôn. Buồn là giờ mới có nghe tin nào trước, tin buồn thằng trước hay là tin vui trước đây. Thôi nói chung là mình cũng giúp cho bà con một số người đã qua cái căn bệnh, nói chung là khó chịu ha, nhất là đau lưng sống hoặc là bú cổ này kia đó, thì có người thì hết, có người không hết, nói chung là người nào hết thì mình cũng chúc mừng nha, mình cũng chúc mừng với bà con nào đã được trị và hết bệnh. Thì giờ thì những người được trước thì đã như là mình may mắn rồi, những người sau thì coi như chắc hẹn lại sau nữa rồi. Nó thì ở đâu cũng vậy quý vị, mà đến đông quá thì cũng sẽ bị động thôi, nhưng mà không sao, mình là chuyện đó phải có dĩ nhiên rồi, là cô không buồn, nhưng mà cũng buồn cho mấy cái người chuẩn bị đi phía sau, để không được chữa trị thì chắc cũng là phải chờ. Nhưng mà có gì thì cũng nên theo dõi kênh, và có gì thì Lập sẽ thông báo cho bà con, thông báo cho bà con biết để mà đến chữa trị. Nhưng mà mấy bà con xem cho Lập hết video nha, bởi vì nếu mình xem mà số lượng tua nhiều quá, nó ít phút á, là cái YouTube nó sẽ không đề xuất, kênh của Lập cũng sẽ bị mất tài sức, là nó cũng không có đến gần với bà con được nhiều nữa. Cho nên yêu cầu bà con coi phải cho nó hết thời gian và đừng có tua. Với lại mình tua mình cũng không có nghe được những cái lúc mình muốn nghe, là những khi mình tua qua những cái lúc đoạn nào mà Lập nghiệp Tháp nói quan trọng thì nó vô tình bỏ qua, nhưng mà con không biết. Thì giờ tin buồn mình nói rồi ha. Như tin buồn là mấy người sau cứ như là không có được trị nữa đó, muốn trị thì phải có một cách khác nữa. Nhưng mà có gì thì liên lạc với Lập nghiệp Tháp và có hướng khác. Tin vui cho bà con một cái nữa là ông thầy cũng đã có truyền nhân, là sẽ nối nghiệp của ông thầy, bà con cũng khỏi lo ha. Nhưng mà kế hoạch cũng phải hợp thức quá giấy tờ, cũng như đi học lấy giấy phép nữa, mình ra công khai luôn. Cái đó thì mình sẽ bàn với ông thầy gì sau. Ông đã có truyền nhân rồi thì cũng là một tin vui để nối nghiệp. Nếu mà con nào có biết nơi học hoặc là làm sao để có cái giấy phép mà chính thức, đường chính chính luôn á quý bà con, thì cũng cho Lập nghiệp Đồng Tháp hay nha. Bây giờ trong tỉnh Đồng Tháp này thì nói chung là nào giờ mình không có biết về cách đi học để mà dạng như thuốc gia truyền hay gì đó, phòng mạch thuốc nam rồi đó, cho nên có ai biết thì cũng chỉ cho Lập nghiệp Đồng Tháp nha, mình cũng sẽ tham khảo và tư vấn cho ông thầy để mà có hướng đi học. Thì cái người đó là ai thì bà con án chờ nha, bữa có dịp nào là Lập sẽ ra tới ông thầy rồi mình sẽ tiết lộ cho quý bà con biết, để coi bà con khỏi chờ. Giờ mình đi thăm vườn mít của Lập nghiệp Đồng Tháp nha quý bà con. Này là mít ruột đỏ xưa vàng, xưa vàng ruột đỏ nó lộn. Giờ mình trồng mít ruột đỏ xưa vàng, có bà con nào tới mình đãi mít luôn ha. Mấy cỡ công mít có mấy gần trăm gốc rồi quý bà con ơi, nó cũng có trái lại gài rồi. Chút nữa mình hãy công khai cái clip mà mình cũng có quay làm kỷ niệm của mấy anh chị ở Cà Mau. Mau quay cũng nay cũng lâu lâu rồi.
chưa có dịp để mà đăng lên lập nghiệp tháp, cũng như bà con thôi, cũng mọi công việc cũng bình thường, nói chung là làm diện nhà nông rồi. Bà con nào có đến với lập nghiệp tháp rồi đó thì sẽ biết với tấm lòng nhiệt tình của người miền Tây ha, ai cũng vậy. Đó, đây mình có cái trái mít, đây coi coi cho trái mít này nó chuẩn bị chín rồi. Này nó chắc cỡ nửa tháng nó chín rồi, hoặc tháng gì đó, chưa biết nữa. Này trái đầu tiên luôn quý bà con, còn số trái nhỏ nhỏ nữa, còn số trái nhỏ nhỏ cùng tay hay là bút đùi gì đó cũng có nữa đó. Rồi mình sẽ mình công khai mấy anh chị ở Cà Mau mà nói chuyện đến thăm và quý mến mà đến thăm ha, nếu mà ai trong cuộc thì sẽ biết vậy. Rồi đây trái nữa nè. Nói chung là mình không có điều kiện để đi đến ông thầy quay, mà bà con quan tâm thì chịu khó theo dõi, chứ lập nghiệp tháp thì có điều kiện sẽ quay và nắm tình hình cho bà con vậy. Có nhiều cái chuyện vui lắm bà con, nhiều khi điện cho lập nghiệp tháp mà nó than lên than xuống nó đau nhất, có tới lúc lúc lập cho hay, lập cho hay cái là để rảnh công chuyện. Trời ơi, thật sự làm YouTube như lập nghiệp tháp thì người ta sợ làm phiền, chứ thật sự lập rất rất mà đôn đốc quý bà con đi trị bệnh cho sớm, nó điện cho hết người này tới người kia. Vợ lập thì cũng có thể nói là ông là làm phiền người ta, chứ không phải người ta sợ làm phiền ông. Ngược lại ha, người ta sợ bà con làm phiền. Đằng này lập nghiệp tháp chữ nghĩ khi mà đến với kênh của lập nghiệp tháp thì cũng như người nhà thôi, mà thấy người bệnh mình cũng lo lắng như người nhà của người bệnh thôi, cho nên mình đôn đốc hoặc là tới chiều hay gì đó cái mình hỏi thăm quý bà con có hết chưa, đã được trị bệnh đó. Đó mình hỏi thăm liền à, nói chung là mình cũng dạng nhiều chuyện đi. Hỏi thăm người này người kia hết không mình mừng chứ không gì. Còn bà con nào điện cho lập nghiệp tháp là sẵn sàng lúc nào máy cũng mở như vậy. Nói chung là không được trị bệnh hay không được trị bệnh gì cũng được, coi như mình có duyên mà gặp đi, nó vậy, có duyên mà gặp ha. Rồi cũng như lập nghĩ như vậy đó, bình thường không biết bà con như người nhà của lập nghiệp tháp à, bởi vậy lập hay làm phiền bà con lắm, điện hỏi thăm hoặc là có ai buồn không nói chuyện thì điện cho lập nghiệp tháp nói chuyện vậy. Nhưng mà rất chắc chịu, thường thường chắc chiều là nhiều ha, có nhiều người điện cũng được vì mình đang nói chuyện, đang tám đang tám với bà con. Đây được trái nè quý bà con, trái này nó không đẹp, cây nó nhỏ, trái này nó cũng gần chín, nửa tháng tháng gì nữa. Mít này thì nó có giá cao. Có nhiều người điện lại cho lập nghiệp đồng tháp không được, cái lập nghiệp đồng tháp thấy nó cười nhở cái điện lại cái chuyện đồ cho vui, hướng dẫn mọi chi tiết luôn. Đây là cây đu chuột, đu chuột này cũng quý, cũng có trong sách quý, nó bị chị bên tiêm tiểu đường gì đó, mình trồng một cây một mà nó rụng là nó ra khắp vườn luôn, nhưng mình để làm giống luôn, để luôn không có đốn. Lập thì chủ yếu tâm sự với bà con con cho vui vẻ thôi. Mấy cây thuốc của ông thầy giờ nó cũng cao lắm rồi quý vị, cái số lượng mình làm mà nó ít đó, ít nhưng cây của ông cũng nhiều. Theo chịu ổng mà chịu làm lập nghiệp tháp mà hướng dẫn cho bà con đi làm á, chừng 2-3 ngày là bắt đầu hết thuốc à, không đủ thuốc. Cái giường thuốc của ông thầy mà nếu mà được đầu tư kỹ hơn là cho nhiều mới được. Bà con ở ngoài nói chung là cái mình thấy cũng biết đó, bà con ở ngoài bệnh rất là nhiều, bây giờ đến bác sĩ thì tiền cũng nhiều luôn, mà cái cây này nó quản lý được, nó trị được thì cũng hay ha, cũng mừng.
cũng mừng cho quý bà con mà bệnh thì cũng có hướng điều trị dễ, nó đỡ tốn tiền mà nó hết, mới là gọi là hay, đúng là cây tổ sư thần thông ha. Ai có tên gọi khác thì gọi, nhưng mà mình thấy cũng hay thiệt, mình gọi là cây tổ sư thần thông đây. Ngày nào giờ ta có tổ có thầy, ta muốn đặt sao đặt, mình cứ nghe sao mình nghe, vì trong sách không có để mình cảm thấy cái nào hay thì mình tôn vinh nó lên ha. Đó là vậy. Ai có cây thuốc trong tay thì sở hữu nó một cây thuốc quý để mà trị bệnh. Nói chung nếu bà con mà lúc bệnh mình cần vậy thôi, chứ lúc không có bệnh á, không có bệnh mình cũng bỏ phế nó, thật sự là vậy. Đúng là nó quý thì khi lúc bệnh đó, bà con ai cũng nôn nóng tìm cách để coi sở hữu một cái cây thần thông, cây trị bú nè, thì mình lúc này mình cần là vậy thôi. Mình khi mà mình không cần thì nó như cây rau cỏ không quý bà con. Với lại mình nhiều khi tay chân mình không có tay phục dược rồi, biết có trị hết không. Nhưng mà nói chung là hy vọng là nó sẽ hay, là người mình đắp tự cho đắp cho người nhà mình cũng được, cũng hết là cũng mừng, cũng hay đi. Nhưng mà các bệnh xương khớp cũng như thần kinh tọa nè, do thói quá cuộc sống nè, cũng cổ nè, nó hốc dị địa điểm. Mấy cái này là phải đúng ra là phải sửa nghe quý bà con, chứ không phải là dễ đâu. Mình phải sửa, mình đắp nó mới có thể nằm yên được, chứ bà con mà không sửa mà đắp thì nó vẫn đau bình thường nha quý bà con. Bị vậy hai đốt sống nó lệch, theo mình thấy là nó lệch, mình biết đó. Mình là ở mình quay ông thầy, mình ở cận gần thầy nhiều đó, mình cũng biết được phần nào. Mấy đốt sống mà nó bị lệch rồi là nó sẽ đau thôi, mình phải sửa lại, mình phải sửa cho nó ngay ngắn đâu đó, nó vô khớp đàng hoàng rồi mình đắp nó mới có hiệu quả, nó mới rút ra gân hoặc là này kia rồi đó, nó mới kìm lại cứng, kìm lại mình mới hết đau. Và thường thường mấy bà con đang đau đó, ông sửa lại vô khớp, mà cái khớp nào cái vô khớp nào là xong rồi, là nó yên ở đó, là cho nên bà con không còn thấy đau nữa, là vậy. Nó là hay chỗ với mình sửa. Còn cái thuốc nó sẽ giúp cho mình cái dạng như nó tan máu bầm, hoặc là nó rút những chất độc đi vào trong cơ thể hoặc ra ngoài đó. Đó, cho nên là nó sẽ trị được, là vậy. Quan trọng là cái sữa. Còn mà dạng như cái thuốc này có thể là nó thông cho mạch máu của mình, ví dụ mạch máu cho mình nó không còn đau nhức, còn cảm thấy hay đó, nó nhiều vậy đó. Theo mình nghĩ vậy nha với bà con. Có ai có cách khác thì cho mình hay. Đây mình cũng trồng ổi rồi nè, sen mấy cái ổi vô nó ăn, có ăn cây ít thứ rồi ăn, đó là vậy. Ở đây có con trái cũng hơi bự bự nè đó. Đây mình phải bao trái, giờ cái gì cũng vậy, phải bao trái ăn mới được, phải bao trái mới được nguyên quý bà con. Mấy trái mít thường là nó vậy, hồi đó mình không bao được, chứ bây giờ mà không bao là không có ăn luôn, bị mấy con này kia nó đút là hư luôn. Ở bên kia người ta đang là cái máy cube anh múc, hơi nghe đùng đùng ha, múc ta làm vườn luôn rồi quý bà con ơi. Giờ lúa thóc rồi này kia nó giá trị nó thấp quá, cho nên người ta lên vườn để trồng mít tiếp theo. Cũng trồng mít thứ của mình nè, ta có kế hoạch này để cho bà con qua xem cái đám sen của mình nha. Ở đây là vườn mít trong vườn đây, nó sen của mình ở đây ngoài này, đây tới trong trồng cây trống luôn quý bà con. Đất có lập nghiệp hết rồi, từ đây tới trống đó à, đám sen mình nè. Chừng nửa tháng nó bắt đầu nó sẽ đứng cây và nó sẽ có bông. Thì mà cũng như nửa tháng nó có bông thì nửa tháng, nó khoảng 20 cách, nó khoảng 20 mấy ngày, 25 ngày là bắt đầu có hái dương rồi. Tới lúc đó là lập nghiệp tháp sẽ quay chia sẻ cho quý bà con xem. Sen nở đẹp lắm, nó gộ một cái nó đẹp, là bông một gừng bông luôn, cho nên là nó đẹp. Sen hồng
lập cho, sẽ chia sẻ cho quý bà con tận tình. Nếu có bà con cứ thắc mắc thì cứ gọi cho điện cho Lập Nghiệp Tháp. Mấy gài Lập Nghiệp Tháp không có để trong những video sau này là mong quý bà con thông cảm nha. Bởi vì số lượng điện cũng khá là nhiều, cho nên quý bà con nào mà thật sự cần thiết thì xem những video trước, mình không có xóa. Chứ mình để nhiều quá mình cũng bị nhiều quá mình không có điện kịp. Cũng ấy nên nhiều khi nó trôi á, mấy cái số mà ấy, nó nhiều quá mình không biết cái người nào luôn, kể cả những người mà thường thường điện cho Lập Nghiệp Tháp vậy. Trừ khi trong số Zalo á mình mới thấy nhiều. Với lại trong Facebook mà của Lập Nghiệp Tháp cũng không có sử dụng nhiều nha quý bà con. Trong đó ít có lên lắm, không có thời gian lên Facebook. Chủ yếu là bên Zalo hoặc là cái số gọi thông thường thôi. Nếu mà con nào có ấy thì kết bạn Zalo, mình kết bạn hết trơn à. Có nhiều người chủ yếu là gửi lời mời kết bạn mà không có nói gì thôi, Lập không có gọi. Không biết người ta mến mình ta kết bạn thôi hay gì á. Không có nói gì hết. Những người nào cần trị bệnh thì ta sẽ gọi liên tục rồi mình sẽ thấy. Với lại nhiều khi giấc sáng là Lập Nghiệp Tháp cũng không có không nhiều nữa, cũng phải đi cắt cỏ rồi cho bò ăn rồi làm chuyện lặt vặt trong nhà dù vậy. Cũng hết buổi trưa, hết buổi sáng đó, công việc nhà nông mình vậy đó. Lúc này mùa nước nổi nè, nước nổi cho nên Lập ở không được mấy tháng nước nổi, cho nên cố gắng giúp bà con được lúc nào hay lúc nấy. Rồi tới mùa lúa là Lập Nghiệp Tháp đi, nhiều khi đi xả lúa hoặc là này kia cho bà con ta nữa, chứ không phải ở nhà của mình không. Họ đâu có thời gian đâu, dưới phần mình đi ra mình không có đem điện thoại theo, mất công nó gớt cái tiêu luôn. Cho nên Lập Nghiệp Tháp quay bằng cái điện thoại mình đang sử dụng luôn nha quý bà con. Cho nên là thứ nhất là không có mi nè, có mic để thu âm nè, nó có tạp âm nhiều, nó là vậy, nó có tạp âm nhiều nữa. Rồi mình không có mua, số lượng xem của mình ít quá thì bà con không biết đó. Mỗi một lượt xem của bà con nước Việt Nam mình thì chỉ theo nó trả tiền quảng cáo thì chỉ một đồng thôi một lượt xem á. Như Lập Nghiệp Tháp thì 400-500 lượt xem thì khoảng được 5.000, một video được 5.000. Bà con mà nhờ Lập Nghiệp Tháp mà chạy ra tới ông thầy chạy về lỗ tiền xăng luôn, tính ra tiền lỗ tiền quyến một video mà chạy ra chạy vô mà lỗ tiền xăng luôn. Không, nói chung là mình giúp mà không phải kể công gì, mà con đừng có lo nha, tại mình nói vậy thôi. Tiền xăng thì không có nhiều đâu, giúp bà con là trên hết, nó là vậy. Mấy gài mình cũng bận việc mà không có ra quay ông thầy cũng hơi buồn ha. Cũng muốn truyền tải thông tin hàng ngày cho quý bà con, nhưng mà để từ từ đi ha. Cũng chắc cũng lẽ mai mốt về Lập Nghiệp Tháp sẽ ra ngoài nhà chỗ ông thầy á, mình bàn về việc đi học lấy cái bằng của truyền nhân đó, ông đã truyền lại đó. Rồi mình sẽ làm tham mưu cho ổng để cho ổng có kế hoạch đi cho đệ tử đi học như thế nào. Rồi mình sẽ quay, nếu mà được ông thầy cho phép thì mình sẽ quay nữa, quay về cái phần đó cho bà con được mừng. Nếu mà ổng không cho là mình cũng không quay luôn nha. Giờ mình chỉ yếu là quay những cái cận cảnh bên ngoài để cho bà con mình liên lạc lẫn nhau để mà chữa bệnh, nó là vậy. Bây giờ thôi, Lập Nghiệp Tháp sẽ mời quý bà con xem những cái cảnh mà anh chị đã đến nhà Lập Nghiệp Tháp chơi đó. Trong những ngày mà đến nhà Lập Nghiệp Tháp đó, mình sẽ đã quay làm kỷ niệm luôn. Cho nên mời quý bà con nào, quý bà con xem cái cảnh đó nha. Mình quay chỉ có ít phút mà. Rồi Lập sẽ kết thúc video luôn, đó là vậy. Chú lời chúc sức khỏe đến quý bà con sẽ được điều trị một cách tốt nhất và hết bệnh. Những mong quý bà con nhiệt tình theo dõi kênh và ủng hộ Lập Nghiệp Tháp để kênh ngày càng phát triển hơn. Nếu có gì
mà hay đó, quý bà con cứ góp ý để cho Lập Nghiệp Đồng Tháp có cái phần sáng tạo hơn trong cái nội dung video cũng như cái hoạt cảnh gì đó, mà còn cho Lập Nghiệp cái ý kiến luôn nha, cho Lập ý kiến luôn để có thể phát triển kênh cho vừa cái hợp tình hợp lý, hoặc là vừa cái người xem vậy đó, sao cho nó thích ta xem. Lập thì chủ yếu cái công nghệ cũng không gành lắm quý bà con, cho nên là cứ quay lên rồi chỉnh sửa những cái lời giặt lặt vặt thôi, những cái gì không hay dạng như lời nói này kia đó không hay đừng cắt bỏ được, cho nên cái chương trình lập luận của mình cũng không quen mấy nó vậy. Cái nào sơ sót thì nhiều khi cũng sơ sót nha quý bà con, thì có gì thông cảm. Lập thì nói chung là không ai trọn vẹn được, nhiều khi mình nói còn thiếu cái gì đó, hoặc là mình nói dư cái gì đó là vậy. Nhưng mà tóm lại là mà Lập sẽ nói hết bằng cái tấm lòng suy nghĩ của mình đến với bà con một cách thân thiết, nhiều tình cảm nhất, nó là vậy. Bây giờ mời quý bà con xem cái video mà mấy anh chị đến nha. Đây rồi nay mấy anh chị em mới dưới Cà Mau theo dõi kênh của Lập Nghiệp Đồng Tháp nè, lên chơi. Đây mình đẩy gì, đẩy đu đủ. Lên Đồng Tháp xem, đẩy sen non. Dạ, với ăn đu đủ mấy anh chị với Cà Mau lên. Đây. Nha, anh chị với Cà Mau lên chơi nè. Đó. Quay lâu lâu lên quay làm kỷ niệm luôn ha. Kỷ niệm lên mới để lâu dài được. Mà coi YouTube Lập Nghiệp Đồng Tháp. Đăng ký kênh theo dõi luôn. Đây rồi, ăn sen ngon không? Cho phát biểu luôn coi. Ăn sen rồi. Ăn sen ngon phát biểu luôn coi, sen Đồng Tháp sao? Cái này là ngon nhất luôn nè. Nó sen gám gì mà nấu ăn. Cái này nấm chè. Còn này ăn sống ăn chơi nha mọi người. Cái này ngon lắm mà ngọt nữa. Ngon lắm mọi người. Lên đây mình để trái cây trước đây ha. Trời, lên đây nước phèn. Lên Đồng Tháp nước phèn. Không, giờ hồi đó nó phèn chứ giờ nó cũng ấy rồi, nó cũng ngọt, nước ngọt bình thường. Giờ ngồi đây cho vui rồi ông ơi. Giờ ngồi chơi cho vui, đông vui. Đi tham quan vòng vòng. Đang cơm cơm. Lắm cơm mấy vậy. Chính xác vậy anh. Sao có xin thì xin, mà ai cho thì lấy. Nay giờ là dập dịp lên rồi thấy nó điên chút mới được. Rủ rồi. Để hỏi con đâu mới ra chạy kiếm được chứ. Lấy thùng cơm lên mà quên.
quên thùng cơm giờ kiếm tài xế.